Trên đường Emmau. Không một buổi chiều nào buồn thảm hơn buổi chiều ấy. Thầy bị đóng đinh chết và chôn trong mộ. Thôi hết rồi những buổi mai nắng ấm, có hàng ngàn người được ăn uống no nê và hân hoan lắng nghe tin mừng. Hết những tia nắng sớm đã một lần thắp sáng giọt lệ trên khóe mắt biết ơn của những người bệnh được chữa lành. Hết cả những tiếng reo hò của ngày vinh quang trên lưng lừa vào thành thánh. Tất cả đã hết, đã sụp đổ và cháy vụn không tiếc thương trong sâu thẳm đắng đót và buồn tủi của hai tâm. Họ đang đi bên nhau, lão đảo dưới bóng chiều đổ vội. Tuy lão đảo nhưng vẫn dựa vào nhau đi về một thôn làng cách Jerusalem không xa. Ở đó họ đang sống những ngày cực sầu, cực khổ, cực buồn và tan chế. Họ là ai? Là tôi, là bạn, là chúng ta, là giáo hội lữ hành vừa cất bước từ núi sọ chết chóc. Nét ủ dột còn ngấn động một quá khứ nát vụn, một hiện tại đổ vỡ, một tương lai mịt. Tuy thế họ vẫn đi, đi bên nhau, đi với nhau, vừa đi vừa chia sẻ. Họ bắt đầu nói với nhau, trao cho nhau tâm tư, gửi gắm nhau kỷ niệm. Và khi vừa bắt đầu chia sẻ thì niềm hy vọng đến, tuy còn mong manh nhưng đã có mặt trong đáy hồn họ. Niềm hy vọng nảy mầm và lớn lên trên đường dài chia sẻ. Và cũng chính là lúc Chúa Kitô phục sinh rảo bước đến gần họ, nhập cuộc và đồng hành. Đức Kitô đã đi với họ, nghe họ kể chuyện, đón nhận nỗi lòng và chia sẻ với họ như người bạn đường trung thành. Và trên đường Emmau hôm ấy, ba người lữ hành tâm đầu ý hiệp đã làm bốc lên ánh lửa phục sinh khi khơi dậy âm vọng lời hứa xưa: có người phải chịu đau khổ và chết đi, nhưng sẽ sống lại. Tia hy vọng tuy đã rạo rực trái tim và thắp sáng đôi mắt họ, nhưng cả hai vẫn chưa nhận ra Chúa, người đang đi và đối thoại. Phải chờ đến khi mà ở đó chia sẻ như đạt được mức độ phải có của nó thì các ông mới nhận ra Ngài. Về phía Đức Kitô, Ngài cũng chỉ tỏ mình khi Ngài bẻ bánh, tượng trưng đầy ý nghĩa của chia sẻ trọn vẹn, chia sẻ lương thực, chia sẻ sự sống, chia sẻ an sinh. Thực vậy, hành trình Emmau là hành trình chia sẻ, từ chia sẻ kiến thức đến chia sẻ an sinh, từ chia sẻ lương thực đến chia sẻ tâm tình, từ chia sẻ ký ức kỷ niệm đến chia sẻ hy vọng tương lai. Và kết quả của chia sẻ, hay đúng hơn là cùng đích của hành trình, là sự gặp gỡ chính Thiên Chúa, là phần thưởng ở cuối đường sẻ chia. Đời ta cũng là đường về Emmau, con đường phảng phất mây mờ, sương lạnh, bóng đêm để ta tin, nhưng cũng đủ sáng để ta hy vọng, vì có bếp ấm quán trọ, có bạn đường hàn huyên, có tình người được chia sẻ. Emmau, con đường đức tin, con đường hy vọng, con đường đức ái. Và trên tuyến đường này, Chúa đi với ta. Cũng trên lộ trình này, ta gặp được Chúa. Trên lối về Emmau,
thoáng phía xa hai người lữ khách bước trên đường mang nhiều sầu vương, mộng đẹp vụt bay buồn biết mấy. Khi u sầu dần kín, Chúa ngay bên thế mà chẳng biết. Chúa chỉ dạy bao là điều hay, làm hồn lữ khách quên đường ra. Sao không nhận ra Ngài trong cuộc sống thường ngày? Sao không nhận ra Ngài dù Ngài đang ở đây? Cho con nhận ra Ngài, cho con theo bước Ngài, tìm chân lý cho ngày mai. Bên con những khi vui buồn, Ngài dìu con đi khó nguy lo gì, để bàn tay con trải dòng yêu thương bốn song hành cùng ta. Chuyện vui thong thiết nào hay biết, trên nẻo đường xa lạ Chúa bên ta nơi người hành khất. Bên manh đơn đau khổ lầy lất, nhiều đêm đói khát trên vỉa hè. Sao không nhận ra Ngài trong cuộc sống thường ngày? Sao không nhận ra Ngài dù Ngài đang ở đây? Cho con nhận ra Ngài, cho con theo bước Ngài, tìm chân lý cho ngày mai. Cầu Ngài bên con những khi vui buồn, Ngài dìu con đi khó nguy lo gì, để bàn tay con trải dòng yêu thương.